Xin chào các học sinh. Trong video hôm nay, thầy sẽ giải chi tiết cho chúng ta cái đề thi học sinh giỏi toán lớp 11-12 của Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La năm 2024. Thấy video hay và ý nghĩa, các em hãy ấn đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn cùng theo dõi nhé. Sau đây là nội dung cụ thể của đề. Cái đề thi chọn học sinh giỏi của Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La các bạn thì là thi chung cho lớp 11 và lớp 12, tức là chỉ tổ chức một kỳ thi thôi nhá. Các em lớp 11 thì bắt buộc phải học cái chương trình của lớp 12 mới thi được. Cho nên là để thi vượt cấp được ấy thì bắt buộc các em phải ôn từ đầu năm lớp 11 các em nhá, và phải học trước chương trình 12 cơ. Thì thầy đánh giá cái đề này thì là về tổng số câu ấy là có 36 câu, trong đó là 30 câu trắc nghiệm 6 điểm và 6 câu tự luận 14 điểm. Thì thầy đánh giá là đề thi của Sở Giáo dục Sơn La nếu mà các em học chắc cơ bản ấy thì có thể làm được 15 cộng nhá. Thế thì nhân tiện đây thì thầy cũng giới thiệu cho chúng ta cái khóa ôn học sinh giỏi lớp 11, 10, 11, 12. Do thầy biên soạn và rất chi tiết, nó đầy đủ các chuyên đề. Và chúng ta khi mà học ấy thì chúng ta sẽ học trong cái nhóm nhóm kín nhé. Thì học này. Trong nhóm. Cái nhóm kín Facebook. Video có thể lưu lại được. Học cái nhóm kín này, và thầy đã chuẩn bị cái hệ thống video chi tiết từng dạng nha. Đấy, thì khi học thì các em sẽ được vào cái trang web nha để xem tất cả những kiến thức cơ bản và cách giải. Đấy, cho nên là nếu mà các em đăng ký khoa học phải sớm ấy thì chúng ta có thể xem đầy đủ chi tiết từng dạng bài một đấy, để nắm kiến thức cơ bản. Và chúng ta sẽ học trong cái nhóm kín thế này. Cái nhóm kín này thì mục đích là rèn luyện thêm những cái đề mới và những cái bài toán mà hay gặp trong cái đề thi của các trường các sở. Thì cái hệ thống bài tập ấy thì anh giới thiệu qua cho các em. Đây là cái hệ thống kiến thức trong quá trình ôn này. Nó gồm những chuyên đề là chuyên đề, như chuyên đề 1 là chuyên đề hệ phương trình và phương trình. Chuyên đề 2 là tổ hợp xác suất. Và những chuyên đề hình học, tất cả là gần 20 chuyên đề các em nhé. Đây, trong mỗi chuyên đề này thì được phân thành từng dạng rất là cụ thể chi tiết. Có phương pháp này, chữa bài tập minh họa này, và những cái bài tập nâng cao đầy đủ hết các em nhé. Đấy, phân thành từng buổi một đây. Khi tham gia học thì các em sẽ thấy là các em sẽ nắm được những kiến thức rất là đầy đủ và chi tiết. Nên cái việc làm đề của chúng ta chắc chắn là sẽ được nâng cao. Đấy, tức là các em sẽ biết được tất cả các dạng bài tập ấy. Đấy, thì khi đó là cái việc làm đề chúng ta trong quá trình làm ấy, những cái câu ở mức 2-3 ấy thì chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành rất nhanh chóng. Đấy. Và chúng ta sẽ có thời gian để làm những cái câu vận dụng cao hẳn đấy nhá. Những câu mà lấy ví dụ 20 điểm, những câu từ 16 cộng trở lên ấy, thì trong quá trình học và gần thi thì chúng ta sẽ được rèn luyện bằng các đề của các sở và các bài tập để chọn lọc rất là công phu và chi tiết. Đây là các cái dạng trong một cái chuyên đề này. Đây có thể là còn chưa đầy đủ các em nhé, còn có một số cái chuyên đề nữa. Và ví dụ như hệ thống bài tập này. Đấy, phân thành từng dạng, có phương pháp giải này, bài tập minh họa này, đầy đủ chi tiết. Có cả cái file lời giải và video trước các em nhé. Hay ví dụ đây là có cái bài tập minh họa, bài tập để về chúng ta rèn luyện xong có thể xem lại video. Đấy. Các dạng chia rất chi tiết đây, đầy đủ bài tập các em nhé. Và khi mà làm qua những dạng này các em thấy là cái việc làm đề của chúng ta nó cảm thấy là rất là nhẹ nhàng. Đấy là cái một cái ví dụ về cái phần đại số tổ hợp.
là các dạng toán được phân chia cụ thể như này các em nhé, cách giải có này, bài tập minh họa này, đấy rất là chi tiết nhé. Thì các em có nhu cầu thì các em hãy không ngần ngại đăng ký cho thầy. Thứ nhất là các em có thể dùng điện thoại Zalo nhé, số điện thoại thì để ngay trên đầu video và có đường link hoặc là Facebook em đăng ký với thầy nhé. Khóa học thì rất đầy đủ chi tiết, em thấy học khóa này thì rất là phù hợp đối với các em ôn học sinh giỏi, đó là kết hợp với các cái bài vận dụng cao trong đề thi thử với đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà chúng ta sẽ thi trong lớp 12. Cái học khóa này thì em có nhu cầu có thể đăng ký sớm nhé, thì đầu hè bây giờ thầy đang có khóa 11 rồi, thì đầu hè thì là khoảng giữa tháng 4 ấy, thì sẽ mở cái khóa 12 ấy. Thì khi đó chúng ta sẽ học trước chương trình 12 và chúng ta sẽ ôn tập đầy đủ các dạng vận dụng cao để làm cái đề thi học sinh giỏi cho thật tốt, và kết hợp là ôn thi đánh giá năng lực với lại thi tốt nghiệp luôn. Đấy là thầy giới thiệu sơ qua về khóa học cho các em nhé. Nên sau đây là sẽ nội dung cụ thể của đề. Em thấy là đề này rất là cơ bản nhé. Những em học sinh nào ở Sơn La ấy, khi xem video này thì các em hãy không ngần ngại và đăng ký với thầy nhé. Đây thì để cái thứ nhất là đăng ký qua Facebook đây, Trường Giang này. Đấy thì các em có thể vào cái đường link ở dưới cái phần phụ đề nhé. Hoặc là các em có thể nhắn tin Zalo cho thầy, số điện thoại đây. Đấy. Thầy sẽ tư vấn khóa học cho ông ta. Đầu tiên là cái câu 1 các em nhá. Đây là lớp 12 đấy nhá. Những em học 11 thì chắc chắn là phải làm thi vượt cấp và chắc chắn phải học trước chương trình 12 rồi. Cho nên là chúng ta muốn làm được tốt đề này thì bắt buộc phải học trước. Câu 1 là cho hàm số y bằng căn 12 của x trừ 2 trên 2x bình trừ 5x cộng 2. Thì bài toán hỏi là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là. Đây thì các em thấy là đầu tiên với các em chú ý nhất cái chỗ này, rất nhiều em nhầm cái này. Điều kiện ấy là x trừ 2 phải lớn 0 nhé, đầu tiên phải điều kiện nha. Lớn bằng 0 tương đương là x sẽ phải lớn bằng 2. Thế vậy thì các em phải suy ra là x chỉ có thể dần tới dương vô cực thôi nhá. Đấy, mà x dần tới dương vô cực ấy thì các em suy ra ngay là bậc mẫu con bậc tử mà phải y bằng 0. Đấy là một cái tiệm cận ngang rồi. Vậy đồ thị hàm số sẽ có một tiệm cận ngang. Em tìm một đứng này, em giải phương trình là 2x bình trừ 5x trừ 2 bằng 0. Đấy thì em thấy là nghiệm nó là 2 và 1 phần 2, tức là x bằng 1 phần 2 hoặc là x bằng 2. Đấy, đối trường hợp này các em chú ý này, x bằng 1 phần 2 thì loại rồi, bởi vì nó nhỏ hơn 2 mà, em loại ngay nha. Vậy chỉ còn là x bằng 2 thôi. Thì các em thấy x bằng 2 ấy, trên tử cũng có nghiệm x bằng 2 này, nhưng mà này bậc trên tử nó là căn x trừ 2, còn bậc dưới mẫu chắc chắn là các em phân tích là thành là 2x trừ 1 nhân mẹ là x trừ 2. Thì sau khi rút gọn đi thì trên tử nó còn 1 nha, dưới mẫu sẽ còn là căn của x trừ 2 nha, nhân mẹ là 2x trừ 1. Thế vậy khi bằng 2 ấy, x dần đến 2 ấy, dễ ăn phải nhá, thì mẫu không xác định, cho nên cái này nó là một tiệm cận nữa. Đây chính là cái đường tiệm cận đứng ở đây. Thế vậy là tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 2, một đứng một ngang. Đấy, câu 1 nhá. Tiếp theo câu 2 là cho anh lập phương ABCD, A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy có cạnh bằng 2A. Này, cạnh là 2A. Thì cái bên ngay thể tích của nó ấy, V của khối lập phương nó sẽ bằng là 2A tất cả mũ 3, tức là bằng 8A mũ 3. Đấy. Bài toán yêu cầu hỏi là thể tích của khối tứ diện A, B, D, B phẩy, đây tức là B phẩy A, B, D. Thì chúng ta vẽ nối vào nha. Nối B với D này, B phẩy với A này, B phẩy mới lại D này,
Đấy, tức là khối này. Thì em biết là cái thể tích khối này này. Đây là một khối chóp nha. Đấy, thì em biết là khối thể tích của khối. Khối chóp B phẩy. Đấy là ABD. Nó sẽ bằng là 1 phần 3. Chiều cao là H đây nha. H chính là chiều cao của lập phương này, bằng 1 phần 3H nhân với diện tích của cái tam giác ABD này. Đấy, mà diện tích tam giác ABD bằng một nửa diện tích đáy. Tức là sẽ bằng 1 phần 3 này, nhân H này, nhân 1 phần 2. Diện tích của đáy là ABCD. Tức là bằng 1 phần 6. H nhân S của ABCD. Tức mà các em thấy là gì? H nhân S ABCD này thì cái thể tích cái H nhân S ABCD chính là thể tích của khối lập phương này. Thì H nó chia bằng 2A các em nhé. Tức là thể tích của khối B phẩy ABD nó bằng 1 phần 6 của thể tích khối lập phương. Đấy, tức là bằng 1 phần 6 B của khối lập phương này. Đấy, tức là bằng gì? Thế khối lập phương là 8A mũ 3 rồi. Trên 6 là 4A mũ 3. Trên 3. Đấy, chia 2 đi. Vậy đáp án chúng ta là đáp án C nhé. Đấy, mà đây là cái bài toán phân chia đấy các em nhé. Thể tích của một khối tứ diện bất kỳ nó sẽ bằng 1 phần 6 thể tích của khối hộp. Đấy. Tiếp theo câu 3. Là tính giới hạn x bình trừ 2 cộng 1 chia cho 2x mũ 3 trừ 2 khi x dần đến 1 bằng bao nhiêu. Thì giới hạn này khá cơ bản đấy các em nhé. Nếu được dùng máy tính cầm tay ấy, thì các em tính rất dễ nhé. Đây, thế vậy cái này các em học là các em phân tích hình hình tích rồi. Thế vậy kết quả nó chính bằng giới hạn của này. Trên tử các em thay 1 vào tử bằng 0 mũ bằng 0 thì trên tử nó chính là x trừ 1 bình ấy nhá, hằng đẳng thức. Dưới mũ nó chính là 2 lần x mũ 3 trừ 1. X dần đến 1. Thế bằng là giới hạn của x trừ 1 tất cả bình chia x mũ 3 trừ 1 kèm với là a mũ 3 trừ b mũ 3 thì a trừ b tức là x trừ 1 này nhân với x bình cộng x cộng 1 đấy, x dần đến 1 thì kèm thấy là rút gọn x trừ 1 đi thì trên tử sẽ còn là x trừ 1 dưới mẫu là còn 2 lần x bình cộng x cộng 1 đấy, khi x dần đến 1 thế đây là thay số 1 vào mẫu nó mất dạng vô định rồi thì vậy kèm thay số 1 lên tử nó chỉ bằng 0 thôi. Thế vậy đoán chúng ta đoán C. Đấy là câu 3, khá cơ bản đấy em nhé. Em dùng máy tính ấy, bấm thì có kết quả nó cũng bằng 0 ngay nhé. Đấy. Tiếp theo là câu 4. Đây do cái đề Sở Sơn La mới thi là ngày 25 tháng 2 các em nhé. 25 tháng 2 thì ngày 27 tháng 2 thầy chữa. Thì mới lấy được đề thì chưa. Do cái đề này thầy chưa có cái bản đẹp cho nên là nó hơi mờ một chút các em nhé. Nhưng chắc là vẫn xem được. Câu 4 là cho hình chóp SABCD. Đấy là hình vuông. Đấy, cạnh A. SA bằng A. Và SA vuông với đáy. Đấy, SA vuông với đáy này. M là trung điểm của SB. M là trung điểm SB. Các bạn lấy điểm M nha. Đây thầy vẽ sẵn hình này M đây. N thuộc cạnh SD sao cho SN bằng 2ND, tức là các em phải chia ba cái đoạn SD ra. Phải chia ba ra nhá. Thì N nó lấy hai phần kể từ S. SN bằng 2ND mà. Đấy. Thì bài toán yêu cầu là thể tích của khối tứ diện ACMN bằng bao nhiêu? Đấy. Vấn đề bây giờ chúng ta sẽ nối thôi. MN này. ACMN đây khối này nha.
Để tính thể tích khối này thì các em thấy là bằng cách phân chia là xong rồi các em nhá. Nó khá cơ bản thôi, cái này nó cũng không không có gì khó khăn đâu nhá. Đây chúng ta sẽ nối đường chéo vào này. Đường chéo BD nhá. Em thấy như sau. Thể tích ở khối ACMN thì các em đây là khối tứ diện, các em có thể coi điểm nào là đỉnh cũng được. Nhưng mà ở đây có một cái là nó không có cái mặt nào là mặt đáy. Cho nên là cái việc tính theo công thức là V bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao nó sẽ khó khăn nhá. Thế đây bằng cách là các em sẽ tính thể tích của khối SABCD này, trừ đi bốn cái khối này là xong. Đây thì ta có đây V của ACMN đấy bằng thể tích của khối SABCD trừ đi thể tích của khối SAMN cộng với thể tích của khối SMNC. Đấy, cộng với khối là NACD. Và cộng với khối MABC. Đấy, chúng ta sẽ tính bốn khối này, bốn khối này tính rất đơn giản các em nhé. Đầu tiên này, em tính ra thể tích này ta có đây. V của SABCD bằng như sau. Thể tích khối này này, đáy là hình vuông cạnh A thì diện tích là A bình, chiều cao SA bằng A thì V SABCD sẽ là 1 phần 3 A bình nhân A, tức là 1 phần 3 của A mũ 3. Đấy, thể tích khối này xong nhá. Tiếp theo thể tích của khối SAMN đây nó sẽ bằng, tức là SM trên SB. SM trên SB là 1 phần 2 này. SN trên SD là 2 phần 3 này. SA trên SA là 1 này. Và tức là nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân 2 phần 3 nhân 1 thể tích của khối SABC à SABD. Đấy. Mà thể tích của khối SABD ấy, nó chính bằng 1 phần 2 thể tích của khối SABCD. Tức là cái này sẽ bằng là 1 phần 3. Nhân với lại là đây, thể tích của khối SABD, tức là SABD bằng một nửa của SABCD. Tức là sẽ là A mũ 3 trên 6. Đấy, thể tích này nó sẽ bằng là A mũ 3 trên 18. Đấy, SMN xong nha. Tiếp theo thể tích của khối SMNC tương tự các em tính được thôi. Nó bằng 1 phần 2 nhân 2 phần 3. Đấy. Thể tích của khối SBCD mà SBCD cũng bằng SABD. Đấy. Thể tích của hai khối nó bằng nhau. Thế vậy cái này cũng chính bằng A mũ 3 trên 18. Đấy. Và tiếp theo thể tích của khối NA CD. Đấy, thấy khối NACD nó sẽ bằng là 1 phần 3. Đây cái này là 1, cái này là 3 phần 1 3 thể tích của khối SACD. Mà thấy khối SACD ấy, bằng 1 phần 2 SABCD, tức là nó bằng 1 phần 3 nhân 1 phần 2. À 1 phần 3 nhân 1 phần 2 là 1 phần 6. Tức là cũng A mũ 3 trên 18 nhé. Đấy. Đấy còn cái thể tích khối M MABC nó bằng 1 phần 2 thể tích SABC nha. Tức là bằng 1 phần 2 này V của SABC mà SABC nó lại bằng
V của SABC là bằng 1 phần 2 thể tích khối chóp này. Tức là 1 phần 2 nhân 2 là 1 phần 4. Một phần hai này nhân một phần hai là một phần tư của a mũ ba trên ba. Đấy, tức là bằng a mũ ba trên 12. Thế vậy các em thấy cái số này này, trừ đi tổng các khối này là xong. Đấy, là kết quả các em nhá. Đây xem kết quả nó là 1 phần 3 này. Trừ đi 3 phần 18 là 1 phần 6. Cộng 1 phần 12. Đấy, 1 phần 6 cộng 1 phần 12 sẽ là 2 phần 12 cộng 1 phần 2 là 3 phần 12. Tức là 1 phần 3 trừ đi là 3 phần 12. Thế tức là 1 phần 3 trừ đi 1 phần 4. Đấy, 1 phần 3 trừ 1 phần 4 nhá, là bằng 1 phần 12. Thế vậy cái này chính bằng là 43 là 1 phần 12 các em nhá. Kết quả là 1 phần 12. A mũ 3. Vậy đáp án cho là đáp án A nhá. Đấy, câu 4 này cũng khá cơ bản thôi. Thế bằng cách phân chia các em nhá. Các em chỉ phân chia kỹ nhá, xem thầy có nhầm đâu nhá. Thầy còn cách làm như thế thôi, khá cơ bản thôi. Tiếp theo câu 5. Đạo hàm của hàm số y bằng e mũ x nhân cos hx bằng bao nhiêu? Thì câu này rất cơ bản rồi. Y phẩy nào? Cái này là u nhân v thì u đạo hàm e mũ x đạo hàm vẫn là e mũ x này nhân với lại cos 2x. Đấy cộng với e mũ x cos 2x đạo hàm, cos đạo hàm bằng trừ sin tức là trừ đi 2 sin 2x. Đấy vậy kia mà có e mũ x chung em nhá. Cos 2x trừ sin 2x. 2 lần à trừ đi 2 lần sin 2x. Đấy vậy đáp án C nhá. Câu này là cái câu gần như là cho không rồi nhá. Thế là câu 6. Cho các số tự nhiên mn thỏa mãn đồng thời các điều kiện là tổ hợp chập 2 của m bằng 190 và tổ hợp chập n của m bằng tổ hợp chập n cộng 2 của m. Bài toán hỏi là m cộng n bằng bao nhiêu? Đấy vậy các em thấy là từ cái gì đây? Từ giả thiết là C2 của m bằng 190 ấy, thì các em suy ra ngay m nó bằng 20 nhá. Đấy cái này m bằng bằng 20 luôn. Em chú ý nó bằng 20 luôn nhá, tức là C2 của 20 thì bằng là 19 nhân 20 trên 2. Đấy là 190 nhá. Đấy vậy m bằng 20. Thế vậy thì các em từ ra dữ kiện thứ hai này. Vì CN của 20 bằng CN cộng 2 của 20. Thì các em biết là gì đây? Hai cái này tổ hợp này bằng nhau khi mà chỉ số tổ hợp của nó là phải tổng bằng 20. Tức là các em biết là C của K của N bằng CN trừ K của N chưa? Tức là tổng hai cái này phải bằng bằng n. Thế vậy cái đấy suy ra ngay là n cộng với lại n cộng 2 phải bằng 20 nhá. Đây tổng hai cái này này, muốn bằng nhau tổng hai cái này phải bằng n. Thế vậy n cộng với n cộng 2 bằng 20, như vậy suy ra là n bằng 9 thôi. Thế vậy là m bằng 20, n bằng 9. Thì m cộng n là 29, đáp án B. Thế là câu 6 nhá. Thế là câu 7. Các em nhớ là thấy thầy trước video hay và rõ ràng ấy, các em nhớ là đăng ký nhá. Khóa học rất là rẻ đấy các em nhá. Không khó không không nhiều đâu. Nếu các em ôn 12 ấy. Em ôn trước từ hè này. Em học lớp 12 nhá. Trước. Đấy, sau đó là nâng cao. Làm đầy đủ các dạng bài tập. Đấy, phục vụ mục đích là thi học sinh giỏi này và thi tốt nghiệp và kể cả thi thầy có đầy đủ tài liệu về các em để các em thi đánh giá năng lực ấy nhá. Đấy, cả cái đánh giá năng lực ấy nữa.
rất thuận tiện các em nhá, coi như cái khóa 3 trong 1 ấy. Nên các em hãy không ngần ngại đăng ký với thầy nhá. Đấy là thế một chút nữa, đây câu 7, tiếp theo câu 7 nhá. Tổng tung độ, bài toán hỏi là tổng tung độ các em nhá. Tổng tung độ phải nhớ này. Tức là có hai tung độ các em phải cộng cả hai vào. Đấy, các giao điểm của hai đồ thị hàm số này. Đấy thì các em chỉ giải phương trình thôi, đầu tiên là giải phương trình gì? 4x cộng 4 trên x trừ 1 bằng x bình trừ 1. Đấy, các em nhớ là x phải khác 1 nha. Đấy, cái này tương đương là 4x cộng 4 thì bằng gì? X nhân x là x mũ 3 này, trừ x bình này, trừ x cộng 1. Đấy, các em giải phương trình bậc 3 là xong rồi. Tức là x mũ 3 nhá, trừ x bình, đấy, trừ 5x và trừ 3. Đấy nhá, bằng 0. Đến đây các em sẽ nhẩm ngay x x bằng âm 1 chưa? Thế âm 1 là nghiệm các em nhá, thay vào đây là trừ 1, trừ 1, trừ 3 là trừ 5. Trừ 5 cộng 5 là hết. Đấy, thế vậy cái này tương đương là x cộng 1. Thế mới là x bình. Đây là cộng x bình rồi, muốn trừ x bình phải là trừ 2x. Và để nhân với trừ 3 ấy, cái này phải là trừ 3 bằng 0. Thế đây là phân tích thành tiếp là x cộng 1. Ở đây các em thấy có một nghiệm là x bằng âm 1 thôi. X cộng 1 tiếp và nhân x trừ 3 bằng 0. Thế vậy cái này có hai nghiệm là x bằng âm 1, x bằng 3. Y bằng 1 các em tìm y nhá. Y bằng 1 thì y bằng gì? Thay vào đây là 1 bình trừ 1, tức âm 1 bình trừ 1 bằng 0. Y sẽ bằng 3 bình trừ 1 là bằng 8. Thế tổng của nó là 0 cộng 8 là bằng 8 nhé, đáp án C. Đấy, tổng các tung độ, tổng tung độ mà. Đây chỉ là cắt tại hai điểm đấy nhá. Thế câu 7. Tiếp theo câu 8. Cho hàm số này f(x) bằng trừ x mũ 3 cộng ax bình cộng b cộng c. Biết rằng đồ thị hàm số có điểm cực đại. Cái điểm cực đại này là m tọa độ 23. Thì bài toán hỏi mệnh đề nào sai sai. Đấy, em phải cẩn thận nhá, hỏi mệnh đề sai ấy. Thì khi quan sát cái hàm số này, các em thấy này, ở đây f(x) này nó là trừ x mũ 3 rồi. Đấy mà có cực đại, có cực trị thì chắc chắn đồ thị nó phải như này. A âm đúng không các em? A âm mà có cực đại cực tiểu nó phải như này nha. Đấy. A nhỏ hơn 0 mà. Hệ số này, hệ số x mũ 3 này. Hệ số này các em nhá, cái này này, cái này là âm 1 này. Đấy, x mũ 3 là âm 1 nhỏ hơn 0 chưa? Thế vậy điểm cực đại thì các em thấy nhớ cái này này, đây chính là thế, đây chính là x bằng 2 này. Đấy. Đấy nhá, thế còn đây cái nghiệm cái cực tiểu này là sẽ là x1 đây này. Nó sẽ nhỏ hơn 2 nhá. Đúng chưa? Còn đây là y này. Y đây. X1 đây. Y cực tiểu đây. Đây là y cực đại nhá. Cái là chính là số 3 này. Hãy chú ý nhá. Cái điểm cực tiểu của hàm số lớn 2. Đây, cực tiểu đây. X1 nhỏ hơn 2. Thế sai đáp án A luôn. Điểm cực tiểu phải nhỏ hơn 2. Đây điểm cực đại mà. Đấy, hình dạng đồ thị phải như này. Thế vậy đáp án A luôn các em nhá. Để phân tích được ngay. Tiếp theo câu 9. Cho hàm số y nghiêng x liên tục trên R và có đồ thị hàm số y bằng f phẩy x. Chú ý này, y bằng f phẩy nhá. Như hình vẽ. Đấy, f phẩy. Bài toán hỏi là hàm số y bằng f của 2x đồng biến trên khoảng nào? Đây, đồng biến này. Đồng biến tức là y phẩy nó phải lớn 0 em nhá. Trên khoảng nào dưới đây? Đấy, thì đây là hàm hợp các em. Biết đồ thị của hàm f phẩy rồi. Đấy, tìm khoảng biến thiên của y bằng fu. Anh em nhớ công thức đạo hàm là xong thôi. Thì y phẩy này bằng u phẩy nhân với f phẩy u nhá. Đấy, y bằng fu ấy, đạo hàm là u đạo hàm nhân f phẩy u.
Nhớ nó có hai cái tích này, u đạo hàm trước và nhân với f phẩy u. Thế vậy hàm này các em thấy là tính cái đạo hàm đây, ta có y bằng f của 2x thì y phẩy này bằng u, tức là 2x đạo hàm nhân với f phẩy của gì? 2x. 2x đạo hàm bằng 2 nhá, 2 nhân f phẩy của 2x. Thế vậy hàm này đồng biến này, đây này, hàm số đồng biến khi và chỉ khi là gì? 2 lần f phẩy 2x lớn không, đúng không? Tức là f phẩy của 2x phải lớn không. Thế em quan sát này, quan sát đồ thị của đạo hàm nhá. Đây đây là đồ thị của đạo hàm đấy các em ạ. Nằm trên thì dương, nằm trên trục ox thì nó lớn không này, còn nằm dưới làm sao này, nó nhỏ hơn không chưa. Thì đồng biến thì cái này các em sẽ thấy các khoảng đồng biến như sau này, nó sẽ có 1, 2, 3 trường hợp nhá. Thứ nhất là có phải là x nhỏ hơn âm 2 không? Thì đồ thị nằm trên chưa? Tức là 2x phải nhỏ hơn âm 2. Đấy, đây nằm trên này, đồng biến đây này. Đây các em thấy này, đồ thị nằm trên đây này. Đấy, những cái đoạn này nằm trên đây nhá. Trường hợp 2 là 2x lớn trừ 1 nhỏ hơn 1. Trường hợp thứ ba này là 2x lớn 2. Đấy các em giải cái này ra thôi. X nhỏ hơn 1 âm 1 phần 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1 phần 2 và x lớn 1. Đấy các em xem trường hợp nào đồng biến. Thì đây các em chỉ thấy có duy nhất một trường hợp thôi nhá, là đáp án D thôi. Trừ 1 2 đến 1 phần 2. Đấy. Còn khoảng âm 1 đến 1 không được. Âm 3 đến 0 là không được, bởi vì là x nhỏ hơn âm 1. Âm 2 đến 2 càng không được, bởi vì là nó chứa cái khoảng từ âm 1 đến 1 phần 2 này. Đấy nha, vậy đáp án D các em nhá. Đấy là câu 9. Tiếp theo câu 10 các em nhá. Là cho hành lang trụ tam giác đều ABC A phẩy B phẩy C phẩy có cạnh đáy bằng A, cạnh bên bằng 2A. Lăng trụ các em nhớ là tam giác đều này. Lăng trụ đều nhá. Thì đương nhiên chiều cao là H bằng 2A đây rồi. Đấy là cạnh bằng A, tam giác đều cạnh A. Thì toán yêu cầu là tính tang của góc giữa hai mặt phẳng A phẩy BC. A phẩy BC và mặt phẳng ABC. Đấy. Tức là tính góc giữa hai mặt phẳng. Thì em thấy là do đây là hình lăng trụ đều ấy, cho nên xác định góc giữa hai mặt phẳng này rất đơn giản các em nhá. Tức là các em thấy là cái tam giác này này, A phẩy BC là cân nhá. Cân tại A phẩy này, tam giác ABC cũng coi như là cân tại A đây nhá. Thì các em thấy là gọi Y là trung điểm của BC này. Thì các em là A phẩy Y vuông góc BC, AY cũng góc BC nhá. Đấy, thế vậy các em xác định được góc ngay. Nối A phẩy với Y, A với Y. Đấy, thì các em thấy vậy ngay là A phẩy Y vuông góc BC, AY cũng góc BC. Thế vậy góc giữa hai mặt phẳng này này, hai mặt phẳng này các em nhớ là giao tuyến là BC rồi, thì nó chính là góc A phẩy IA. Đấy, vậy ta có đây. Gọi Y là trung điểm của BC. Thì suy ra góc giữa hai mặt phẳng A phẩy BC và mặt phẳng ABC ấy, chính bằng cái góc A phẩy IA. Đấy, bằng góc này thôi. Thế vậy chúng ta cần tính tang của góc A phẩy IA là xong. Thì các em biết là tang của góc A phẩy IA bằng đối trên kề. Thì các em biết là gì nhỉ? Xét cái tam giác này, tam giác vuông A phẩy AI. Đấy, bởi cạnh bên vuông với đáy mà. A phẩy AI có gì đây?
là a phẩy bằng 2a rồi. AI là đường cao tam giác đều cạnh A. Thì AI là bằng a căn 3 trên 2. Đấy, vậy các em suy ra là tang của góc từ đây. A phẩy AI, a phẩy IA. Đấy, bằng đối trên kề, tức là a phẩy trên AI tức là bằng 2A chia A căn 3 trên 2 tức là 4 trên căn 3 nha. 4 trên căn 3 tức là 4 căn 3 trên 3. Đấy, đáp án B. Đấy, câu 10 nhá, khá cơ bản đấy các em nhá. Những câu này thì trong khóa học của thầy rất chắc chắc chắn là các em rèn luyện, những cái câu này gọi là câu dễ các em nhá, không có gì khó khăn đâu nhá. Tiếp theo câu 11 là cho hàm số f(x) có đạo hàm f phẩy đây. F phẩy nhé các em nhá. Đây là f phẩy x này. Bằng x trừ 1 tất cả mũ 3 nhân với lại x cộng 2 bình phương. Đấy, chú ý bình phương nha. Nhân với lại x bình trừ 1 nhân với lại x mũ 3 cộng 8. Thế phải bằng cái này. Bài toán hỏi là số điểm cực đại đấy của hàm số đã cho. Đấy, vậy em thấy là muốn đây người ta cho f phẩy rồi, em vậy chỉ cần xét dấu là xong rồi mà. Điểm cực đại ấy, là y phẩy phải đổi dấu từ âm sang dương các em nhá. À, từ dương sang âm. Đấy. Đổi dấu này được. Thế vậy các em thấy là các em tìm nghiệm thôi. Thì trong này các em thấy này, nghiệm của nó là x bằng 1 này. X bằng âm 2 này. X bằng cộng trừ 1 này. Rồi là x mũ 3 cộng 8 bằng 0 thì là x bằng âm 2 này. Đấy, thì các em thấy là trong này các em xem phải biết là có bao nhiêu nghiệm bội nha. Đây. Cái này là mũ 2 này. Nhưng cái này mũ 1 nữa. Thì đây thành nghiệm bội 3 nhá. Đây là bội 3. Đấy. Đây có một số 1 rồi. Cái này có một số 1 nữa thì x bằng 1 rồi này. Là bội 2. Đấy các em rất phải cẩn thận nhá, bội 3 bội 2. Thế còn x bằng 1 ấy, x bằng âm 1 ấy là nghiệm bội 1 thôi. Thế vậy các em chỉ cần kẻ trục số xét dấu cái là xong. Đấy, ba nghiệm. Cái chỉ có ba nghiệm thôi nhá. Là nghiệm nhỏ nhất là âm 2 đây. Đến là số 1. Âm 2, âm 1 và 1. Đây các em thấy là hệ số A của nó ấy, x mũ 3, x bình, x mũ 3 là dương. Đấy, khoảng này mang dấu dương đã. Một là một nghiệm bội, bội 2 tức là bội chẵn nha. Đây, chẵn này. Chẵn thì không đổi dấu. Đấy, vậy cái này dấu dương, cái này vẫn dấu dương. Đây, nghiệm bội chẵn đây. Đấy, còn đây là x bằng 1 là nghiệm bội lẻ, đổi dấu. X bằng âm 2 là bội 3 cũng là lẻ. Đây lẻ này thì vẫn đổi dấu nhá. Đấy, vậy là số điểm cực đại là đổi dấu từ dương sang âm. Đây dương sang âm đây. Điểm này nhá, đổi dấu từ dương sang âm. Điểm này cái này không đổi dấu gì nhá. Thế vậy chỉ có duy nhất một điểm đổi dấu thôi. Vậy là số điểm cực đại là 1 các em nhé, đáp án A. Một điểm cực đại. Thế câu 11 nhá, khá cơ bản đấy nhá. Tiếp theo là câu 12. Là tập xác định của hàm số y bằng loga log của x trừ 2 tất cả mũ căn 2. Các em chú ý nha, phải chú ý hàm này y bằng log này của x trừ 2 tất cả mũ căn 2 các em nhá. Đấy, tức là vậy là cái biểu thức này, tức là có dạng y bằng fx mũ alpha. Đấy, alpha bằng căn 2 là không nguyên. Vậy điều kiện là fx nó phải lớn 0 nhá. Đấy, cái đầu tiên là fx phải lớn 0 đó. Nhưng mà trong này nó có x trừ 2 này. Thế vậy các em phải có hai điều kiện nha. Tức là đầu tiên là x trừ 2 phải lớn 0. Đấy, xong cái thứ hai là log
của x trừ 2 nó phải lớn 0 nữa. Đấy nha, có hai điều kiện đấy nha, nhớ. Đây là điều kiện xác định của loga, nên đây là cái điều kiện xác định của hàm số đấy. Đây tương đương là x lớn 2 này. Log của x trừ 2 lớn 0 tức là loga cơ số 10 các em nhá. Của x trừ 2 lớn 0 thì tương đương là x lớn 2 x trừ 2 lớn hơn 10 mũ 0 là bằng 1 đấy. Thế vậy là tương đương là x lớn 3. Đấy nha. Chuyển sang x lớn 3. Thế vậy là đáp án A các em nhá, lớn 3 chính là khoảng từ 3 dương vô cực. Đấy, là câu 12. Tiếp theo câu 13. Một đoàn tàu có 4 toa. 4 toa này. Có 4 hành khách, thì em chú ý nhá, 4 hành khách nha. Bước lên tàu. Số cách sắp xếp để có 3 hành khách. 3 hành khách lên một toa. Còn một hành khách đấy thì lên một trong 3 toa còn lại. Đấy, một toa có một hành khách. Hai còn hai toa còn lại là không có khách. Đấy, các em thấy là có 4 toa nhá. À, có 4 khách này. Đấy, trong đó là 3 khách lên một toa. Và một toa. Đấy, còn một khách vào một trong 3 toa còn lại. Đấy, đương nhiên sẽ có hai toa trống chưa. Thế vậy để làm bài này, cái bước đầu tiên các em phải làm bước 1 này là chọn 3 khách trong 4 khách. Đấy, chọn 3 trong 4 khách. Đấy, có bao nhiêu này? C3 của 4 khách. Đấy, bước 2 là xếp 3 khách này vào một trong 4 toa. Đấy, vào một trong 4 toa. Thì có 4 khách này. Đấy. Và bước 3 là xếp một khách còn lại vào 3 toa. Vào một trong 3 toa. Còn lại nha. Vào một trong 3 toa. Đấy, thì có 3 cách này. Đấy, vậy theo quy tắc nhân anh em nha, cái này là C3 của 4 3. Đấy, vậy theo quy tắc nhân là có C3 của 4 nhân với lại 4 nhân 3. C3 của 4 bằng 4 nha, tức là 4 nhân 4 nhân 3 bằng 48. Đáp án B. Đấy, nhớ là có 3 bước này các em nhá. Đấy là câu 13. Tiếp theo câu 14. Là bài toán yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất của hàm số này bằng bao nhiêu. Thì cái này rất cơ bản anh em, cái này không có gì các em nhá. Tức là y bằng căn bậc 2 của 2x trừ x bình. Thì các em có thể biến đổi đại số cũng xong ấy. Căn bậc 2 của trừ này, x bình trừ 2x cộng 1. Đấy, trừ 1 thì thêm 1. Đấy nha, tức là bằng căn bậc 2 của trừ x trừ 1 tất cả bình. Đấy, cộng 1. Đấy nhá. Thế các em phân tích hàng đẳng thức xong là tức là trừ của x trừ 1 tất cả bình cộng 1. Thì lớn nhất thì có phải là cái này luôn nhỏ bằng 1 không? Căn 1 chưa? Thế vậy lớn nhất bằng 1, đáp án B. Khi x bằng 1 đấy nhá. Khi cái này bằng 0 này. Thế bằng 1. Thế vậy giá trị lớn nhất là 1 nhá. Còn nhỏ nhất thì nó bằng 0. Bởi vì căn bậc 2 này, khi x bằng 0 và y bằng 2 nhá. Đây câu 14. Thế theo câu 15. Là cho hàm số y bằng mx liên tục trên r có bảng biến thiên như sau. Bài toán hỏi là số nghiệm thực của phương trình 5fx cộng 3 bằng 0. Đấy, tức là số nghiệm thực của phương trình là 5fx cộng 3 bằng 0. Đây là một cái bài toán xét giao điểm rất là đơn giản thôi. Biên luận dựa vào đồ thị. Cái này các em thấy tương đương ngay là fx bằng bao nhiêu? Âm 3 phần 5. Đấy, tiếp theo các em chỉ vẽ cái đường thẳng này. Y bằng âm 3 phần 5 thôi. Vẽ vào cái bảng biến thiên này luôn. Xem nó cắt tại mấy điểm. Các em nhớ là âm 3 phần 5 ấy
là lớn âm hạ, lớn âm 1 nha. Và nhón 2 đây, âm 3/5 đây. Lớn âm 1 nhá. Em nhớ cái điều này, cái này phải lớn âm 1. Và nhón 2. Vẽ đúng vị trí nhá, vậy em thấy là cắt tại 4 điểm chưa? Đấy, đây chính cái con đen đồ thị của hàm số Fx mà. Thế vậy đáp án cho đáp án D. Đấy, câu 15. Tiếp theo câu 16. Là cho hình chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 3. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Đấy. Thể tích khối nón có đường tròn đáy nội tiếp tam giác SAB và đỉnh nằm trên cạnh SC bằng bao nhiêu? Đấy, thì cái này các em phải vẽ hình ra được rồi nha. Bài không khó khăn đâu. Các em quan sát này nha. Ta thể vẽ hình này. Đấy, tam giác SABC. Đấy là tam giác đều rồi nha. Cạnh 3 cm này. Nhưng nhớ này, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy, thì các em nhớ cái đường cao nó chính là đây này. Em phải lấy trung điểm của AB trước nha. Thế gọi y trung điểm của AB này. Là H đấy. Đây chính là hình chiếu của đỉnh đấy. Từ đây các em dựng đứng lên. S nó nằm trên này. Đấy, đây, S nằm trên này luôn nha. Đấy, vậy là chính hình chóp này đây, SABC đây. Đấy, hình chiếu của đỉnh chính là S đây các em này. Là chính là vuông góc đây nhá. Nằm trong mặt phẳng vuông với đáy mà. Thế vậy cứ từ đỉnh S mà các em kẻ vuông với AB ấy, thì SH là chính là chiều cao, tức là gọi cái này. H là trung điểm của AB. Thì em dẫn đến ngay là SH vuông góc với AB chưa? Mà AB chính là giao tuyến của mặt phẳng SAB. AB nó chính là giao tuyến của mặt phẳng SAB này. Và đáy này. Đấy, đấy là ABCD ấy. Hai mặt phẳng vuông góc từ một điểm trên mặt phẳng này kẻ vuông góc với giao tuyến thì đường thẳng đấy vuông góc với mặt còn lại. Đấy, tức là SH vuông góc với AB đấy. Đấy. Nhớ cái này nha, SH vuông AB. Thế vậy là cái chiều cao cho SH rồi. Thì bài toán hỏi là gì? Thể tích khối nón có đường tròn đáy nội tiếp tam giác SAB. Thì em biết tam giác SAB tam giác đều rồi. Đây. Em nối nha, tam giác đều thì đương nhiên là đường tròn nội tiếp ấy, thì đường tròn nó phải nội tiếp đáy chưa? Đấy, thì đường tròn nội tiếp đáy các em này. Đây nha, nó đi như này này. Đi có ba cái trung điểm này các em nhá. Đấy, đường tròn nối tiếp đáy đây. Và tâm của nó chính là trọng tâm của tam giác. Đấy. Đây luôn này, ba đoạn bằng nhau luôn này. Đấy, đường tròn đáy đây các em nhá. Chính là trọng tâm G của tam giác ABC đây. CH là trung tuyến mà. Đúng nhá. Thế vậy các em thấy biết ngay này, ta có đây. Là CH bằng bao nhiêu? Là cạnh là 3. Thì CH là bằng cạnh nhân căn 3 trên 2, tức là 3 căn 3 trên 2 nhá. Thầy xét bằng cái này. Thì vậy các em thấy là tâm đường tròn đáy chính là G, thì bán kính của nó bằng GH chưa? GH nó bằng 1/3, tức là chính bằng bán kính của đường tròn đáy nhá, bằng R đáy này. Bằng 1/3 của gì? CH. Đây, cái trọng tâm nhé, đoạn 1/3 các em nhá. Tức là bằng 1/3 của bao nhiêu? 3 căn 3 trên 2. Đấy, vậy là 3 3 hết rồi, còn 1 căn 3 trên 2. Đấy, đáy xong. Thế rồi đáy xong rồi nha. Đường tròn đáy đây, bán kính ở đáy đây. Tiếp theo này. Thể tích khối nón có đường tròn đáy nội tiếp tam giác SAB và đỉnh nằm trên cạnh SC, thì các em nhớ là đỉnh bao giờ cũng phải dựng đứng lên rồi. Các em quan sát đây.
Từ điểm G này các em dựng đứng ở đây thôi. Là đỉnh Y nằm đây. Đấy, các bạn cái khối nón này này. Cái khối nón đây. Đỉnh nằm trên SC đây. Thì bắt buộc các em thấy là phải dựng đứng lên chưa? Đấy, đỉnh Y khối nón đây. Đây các em thấy là muốn tính thể tích của nó thì các em phải biết chiều cao thôi, chỉ có H là IG thôi. Đấy, vậy tôi sẽ khối nón này. Có đỉnh Y. Thỏa mãn là gì? IG. Song song với gì? SH. Đấy, chúng là Y thuộc SC nhá. Thì các em thấy này. CG trên CH bằng CI trên CS chưa? Đấy, ta có đây. Là CG trên CS à CH bằng CI trên CS đúng không? Và chính bằng IG trên SH. Đỉnh lý ta lét rồi các em. Đấy giờ tới có phải đều là bằng 2 phần 3 không? Thì dẫn đến các em thấy ngay là IG bằng 2 phần 3 của SH. Mà cái biết là gì nhỉ? SH là cũng là tam giác đều. Cái tam giác SAB là tam giác đều mà. Cũng cạnh bằng 3 chưa? Đấy, thế vậy SH cũng chỉ bằng cạnh nhân căn 3 trên 2. Tức là 3 nhân căn 3 trên 2. Đấy, SH là đường cao của tam giác đều cạnh bằng 3 nhá. Thế vậy rút gọn hết này. 3 mới 3 hết này. 22 hết này. Nó vậy chính còn mà căn 3. Đấy, thế vậy chiều cao. Cái này chính bằng chiều cao nhá. IG chính là chiều cao của hình nón. Thế vậy là thể tích khối nón V là 1 phần 3 pi nhân R bình pi R đáy bình nhân H. Thế là 1 phần 3 này. Pi bán kính đáy đây là căn 3 trên 2. Tức là căn 3 trên 2 tất cả bình nhân với chiều cao là H là bằng căn 3 đây. Thế vậy cái này bình lên là căn 3 bình là 3 nhá. 3 mới 3 hết nhá. Nhân 1 phần 4 tức là căn 3 pi trên 4. Đấy, thể tích khối nón bằng đấy. Đáp án D nhá. Câu 16. Các nhà đấy khá cơ bản nhá, không có gì khó khăn nhiều đâu nhá. Nhớ là khối nón ấy đỉnh nằm trên SC cái này. Thì đương nhiên là nó phải dựng đứng lên. Phải vuông góc với đáy, vuông góc với đáy thì phải song song với SH đấy đấy. Đấy dựa vào cái tỉ số đấy nào mà. Đỉnh lý ta lét đấy. CG, G là trọng tâm. CG trên S bằng 2 phần 3. Thế vậy IG bằng 2 phần 3 của SH là xong. Đấy câu 16 nha. Tiếp theo câu 17. Cho hàm số y nghĩa bích xác định trên tập hợp số thực. Đấy, hiệu của số thực và cái tập gồm điểm 1 này, âm 1 này. Đấy là tại âm 1 nó không xác định này. Liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau. Đấy, bài toán hỏi là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực M sao cho phương trình này. Đây, phương trình này các em nha. Chi đối của Fx bằng M ấy có đúng 5 nghiệm thực. Đấy các em chú ý là đúng 5 nghiệm thực nhá. Thì vấn đề chỗ này các em thấy là cái bài này cũng rất đơn giản thôi. Tức là cái bài này người ta cho đồ thị hàm số y fx đây rồi. Đây là người ta cho của fx này. Thì các em phải tìm được đồ thị của chi đối fx. Đấy, từ fx phải tìm đồ chi đối fx. Thế để tìm được đồ thị của chi đối fx thì các em phải vẽ cái đường thẳng này. Y bằng 0. Đấy, sau đó lấy đối xứng qua đường thẳng y bằng 0 này. Phần trên giữ nguyên, phần nằm dưới sẽ lấy đối xứng qua đường thẳng y bằng 0. Hãy vẽ đường thẳng y bằng 0, quan trọng nhất này nha. Xong rồi lấy đối xứng qua đường thẳng y bằng 0 này. Phần trên giữ nguyên, phần dưới sẽ lấy đối xứng qua. Thì em vẽ đường thẳng y bằng 0 này, các em thấy đây là âm 4 này. Âm 4 nha. Thì các em vẽ đường thẳng y bằng 0 trước. Đấy, đường y bằng 0 đương nhiên là nó sẽ lớn âm 4 và nhỏ 2 nhá. Đây, y bằng 0 nó như này. Đấy, để em vẽ minh họa đường thẳng y bằng 0 thôi nhá.
Đằng y bằng 0 đây. Thế vậy là đồ thị hàm triệt đối thì nó sẽ như sau đây. Các em nhớ là để thầy vẽ lại nha, để cho rõ nha. Đây. Đây cái này âm cùng đối xứng lên này, phần trên giữ nguyên nha. Giữ nguyên phần trên. Hãy giữ nguyên phần trên nha. Phần nằm dưới trục hoành thì lấy đối xứng qua, đây phần này đây. Đối xứng lên đây. Hãy dương vô cực đây. Đấy phần này đây, đối xứng lên. 4 đây. Đấy. Thế vậy đồ thị của hàm triệt đối chính là cái phần xanh này nhá. Đây cái phần xanh này là triệt đối của Fx. Thế vậy thì các em thấy là gì? Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình này có đúng 5 nghiệm thực. Đấy. 5 nghiệm thực là như nào các em? Tức là các em phải kẻ cái đường thẳng y bằng m ấy. Đây. Tiếp theo các em vẽ đường thẳng y bằng m nên như thế nào để nó có 5 điểm ấy nhá, 5 nghiệm ấy nhá. Đây để có 5 nghiệm các em chú ý này. Đây nếu mà các em vẽ ở đây thì 6 nghiệm chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 không được. Thế để có 5 nghiệm ấy. Đây thì các em thấy là đây. Vẽ thêm cái này cho chút các em rõ các em nha. Đây dương vô cực nó mà lên trên này này. Đấy nó còn lên trên này nữa nha. Để có 5 nghiệm thì bắt buộc là y nó chính bằng 2 các em nha. Đây, từ đây là có 6 nghiệm rồi này. Thế để có 5 nghiệm thì nó phải lớn 2. Tức nằm giữa số 2 và số 4. Đây này. Vẽ đây các em nha. Đây, bằng 2 được này. Đấy, bằng 2 được nha. Bởi vì là ở chỗ này là không lấy số 2. À, tại âm 1 thì lấy 2. Giới hạn, tức là không tính tại 1. Tức là giới hạn khi dần đến 1 là 2 thì không lấy số này này. Cái này bỏ này. Bỏ số này nha. Em chú ý là bỏ cái này này. Bỏ không lấy điểm này. Thế các em thấy được 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đấy vậy thế suy ra là m phải lớn 2. Và nếu bằng 4 ấy, bằng 4 thì các em chỉ thấy là được gì? 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm thôi. Thế vậy m phải lớn 2 và m phải nhón 4. Thì nó sẽ cắt tại 5 điểm. Thì đường thẳng này, y bằng m sẽ cắt đồ thị chỉ đối Fx tại 5 điểm. Đấy. Thế vậy nhá, m phải lớn 2 nhón 4 hay là tương đương là 2 nhón m nhón 4 thôi. Đáp án A. Đấy, các em chú ý nhá, vẽ ra nhá. M bằng 2 không được. À, m bằng 2 từ từ nhá. M bằng 2 được các em nhá, tại bởi vì là khi m bằng 2 thì nó không lấy điểm này. Bởi vì là nó là giới hạn. Thế cái này m bằng 2 được em nhá, bằng 2 bằng 2 được. Chỉ quên đấy nhá. Vậy khi m bằng 2 thì nó chỉ cắt tại 1 điểm này, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 thôi. Còn điểm này không xác định nhá, không lấy đâu. Nên là đáp án cho đáp án D nhá. Lớn bằng 2, nhón 4. Đấy, câu 17 nhá. Thế câu 18 các em nhé. Là giới hạn của 7 căn bậc 3 của 3 n bình cộng n trên 2 nhân vậy 3 n cộng 2 có dạng là A căn 3 trên B với AB là các số nguyên dương và AB là phân số tối giản. Bài toán yêu cầu tính tổng A cộng B. Thì cái này nếu nó cơ bản đấy các em nhé. Cái này các em thực hiện chia cả từ mẫu cho n này. Thì cái này nó chính bằng giới hạn của sau đây. 7 căn bằng 2 của 3 n bình trên n, tức là các em chia cho n đi. Chia cả từ mẫu cho n. Thì đưa vào nữ đưa n vào trong căn ấy thì nó thành n bình, tức là 3 cộng với lại là 1 trên n. Dưới mẫu trên n đấy vẫn còn 2 này. 3n trên n là hết là còn 3 cộng 2 trên n. Là giới hạn của 1 trên n với 2 trên n bằng 0 nhá. Vậy cái chính là 7 căn 3 trên 6. Đấy. Đây các em hiểu phải là n dần tới dương vô cực ấy nhá. Thế vậy các em thấy là A trên B là phân số tối giản đây. A căn 3 trên B tức là 7 căn 3 trên 6. Thế vậy thì anh suy ra là
A bằng 7, B bằng 6. Thì A cộng B bằng 13 nhé. Đáp án A. Cái này rất dễ rồi nhá. Cái này không có gì. Tiếp theo câu 19. Là cho hàm số y x liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Đấy. Bài toán hỏi là liên tục trên R nhé, bảng biến thiên đây. Hàm số gx bằng f của x bình cộng 1 có bao nhiêu điểm chung với trục hoành? Nó hỏi là có bao nhiêu điểm chung với trục Ox. Đấy, thế để làm cái này thì có hai cách em nhé. Cách một thì các em có thể là xác định cái phương trình gx ra. Gx thì các em sẽ tìm được là dựa vào các dữ kiện này này. Cực trị là 0,2 này. Và đi qua hai điểm 0,1 và 2,5 này. Gx bằng trừ x mũ 3 cộng 3x và trừ 1 cho các em nhé. X bằng 0. Y bằng như là trừ x mũ 3 cộng 3x cộng 1. Đây 3x bình. Đấy. Cái hàm số nó có dạng như thế thôi. 19 này. Đấy, tức là các em sẽ tìm cái hàm số này. Tức là dựa vào cái dữ kiện này các em sẽ tìm được hàm số đây. Như này, f(x) bằng cái biểu thức này. Thì bây giờ các em thấy là muốn biết là gx bằng f của x bình trừ 1 ấy, thì các em sẽ tìm được cái gx này. Bằng f của gì? X bình trừ 1, x bình cộng 1 thì các em thay trực tiếp đây luôn. Chỗ nào có x, các em thay bằng x bình cộng 1 vào. Thì em sẽ được một cái phương trình bậc 6. Thì được kết quả nhá. Đấy còn đây, thầy hướng dẫn các em làm theo cách 2 rất đơn giản này. Cách 2 là phương pháp ghép trục rồi. Đấy, cái này rất đơn giản các em nhé. Các em quan sát đây. Cái này không khó khăn đâu nhá. Đấy, nhưng nhớ phải quan sát các em, quan sát vào cái chỗ bảng biến thiên của f(x) kia kìa. X này, âm vô cùng này, dương vô cùng này, đây x bình cộng 1 này, thì các em biết x bình cộng 1 đấy, thế nhá, x bằng dương vô cùng, âm vô cùng ấy thì cái này là dương vô cùng thôi, được chưa? Hoặc là kẻ cái này rộng hơn nhá, cho nó rõ này nhá, ở dưới đây. X bình cộng 1, x bằng âm vô cùng nó bằng dương vô cùng, x bằng dương vô cùng nó bằng dương vô cùng. Đây, cái này nhỏ nhất thì x bằng 0. Nó bằng 1 đây. Đấy, đây là cái x bình cộng 1. Thế từ đây, từ chỗ này này, thì các em quan sát cái bảng biến thiên này này. Đây, cái này nhá, đây là số 1 đây nhá. Đây, các em quan sát bảng biến thiên này, số 1 đây. Thì cái giá trị này nó chính là A này. Đây. Cái này là A nó chính bằng 3 sao các em nhỉ? 1 cộng 5 là 6, A bằng 3 này. Cụ thể nhá, nó là trung điểm, các em thấy là đương nhiên là 1 là nằm giữa 0 với 2 rồi thì chắc chắn cái giá trị này là bằng 3 đây. Đấy thì các em thấy là từ âm vô cùng dương vô cùng đến 1 này thì các em quan sát cái sự thay đổi của f(x) đây, y thì là f(x) này. Các em quan sát sự thay đổi nhá. Dương vô cùng đến 2. Đây, tức là f của x bình cộng 1. Đây, đến số 2 này. Chắc chắn đến số 2 nhá. Đặc biệt đây, cái này cũng số 2 đây. Từ dương vô cùng đến 2. Đấy, dương vô cùng nó là âm vô cùng chưa? Nó tăng từ âm vô cùng đến 5. Em quan sát đây nhá. Đấy, đến 2 nó bằng 5. Đấy, về khi bằng 1. Đây, từ 2 x giảm từ 2 đến 1 này, y nó sẽ giảm từ 5 đến 3. Đấy, cái này là đây, là 5 đây. Đây là 3 đây. Đây là âm vô cùng đây. Đấy, xong chưa? Tức là từ dương vô cùng đến 1 này. Tiếp theo lại từ 1 đến dương vô cùng. Từ 1 đến dương vô cùng em thấy này.
1 thì nó là bằng 3 chưa? X bằng 2 thì từ 3 nó lại tăng lên đến 5 không? Nhá, lại tăng lên 5 nhá. Đấy, và từ 2 trở đi, x bằng từ 2 đến dương vô cùng đây. Thì là fx nó lại giảm từ 5 đến âm vô cùng. Đấy. Đây, cái này là 5 đây. Và cái này là âm vô cùng đây. Đấy, bám sát vào chỗ này thì các em nhé. Từ dương vô cùng đến 1. Đấy, dương vô cùng đến 1 thì nó đi từ âm vô cùng đến 5 và giảm từ 5 đến 3. Đấy, còn từ 1 đến dương vô cùng thì từ 1 đến 2 nó tăng từ 3 đến 5 chưa? Đấy, và từ 2 đến dương vô cùng nó lại giảm từ 5 đến âm vô cùng. Thì đây chính là bảng biến thiên của f của x bình cộng 1. Đấy. Thế vậy các em thấy là khi đó đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm chung với trục hoành thì tiếp theo các em chỉ vẽ đường thẳng gì? Vẽ cái đường thẳng y bằng 0 thôi. Hãy xem nó cắt cái đồ thị tại mấy điểm đấy, đường thẳng y bằng 0 là như này. Y bằng 0 là nhỏ hơn 3 các em nhá. Cái thẳng y bằng 0 đây. Thì các em thấy là nó cắt đồ thị tại hai điểm chưa? Một điểm này. Hai điểm thì là y bằng 0 thôi nhá. Có điểm chung với trục hoành thì nó cắt trục hoành tại mấy điểm đấy, thế thế đó. Đây số 3 ở trên này chút đây. Thế vậy là 2 đáp án B. Đấy câu 19 nhá. Hãy làm theo cái ghép trục này thì nó rất nhanh các em nhá. Còn đến cái này cũng được các em, nhưng các em bấm ra phiên trình bậc 6 thì là bấm nghiệm nó sẽ phức tạp thôi. Các em dò nghiệm cũng được. Tiếp theo câu 20. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số y bằng a cộng b trên cx chia 2. Khi đó biểu thức p bằng a cộng b trên 4 cộng bc có giá trị bằng bao nhiêu? Đấy, abc. Nhá, đây là hàm bậc nhất trên bậc nhất này. Anh em nhìn này, ở đây em biết ngay tìm còn đứng. Quan sát đồ thị biết tìm còn đứng là y bằng 1 chưa? Một thì có phải nghiệm của nó là ở đây nghiệm của nó phải là thế cho cái này bằng không ấy thì x bằng 2 trên c không? Thì đây cái này chính bằng 1 bằng 2 trên c này. Thì vẫn ngang y bằng a trên c. Đây, y bằng 1 là thì vẫn ngang đây. Đấy bằng hệ số x trên tử chia số x trên mẫu tức là a trên c. Đây cái thứ hai. Cái thứ ba này giao trục hoành đây, em xem nó cắt trục hoành đây nha, cắt trục hoành xem sẽ âm hay dương nhá, vấn đề cái tính cả b ra đúng không, thì là tiệm cận đứng tiệm cận ngang này, tức là tìm được a tìm được c này, vấn đề là tìm được b. Thế từ đây em sẽ tìm ngay nhá. 2 trên C bằng 1 thì có phải C bằng 2 không? Đấy. Cái này A trên C tức là C bằng 2 rồi. Vậy là A trên 2 bằng 1 chưa? Đây bằng 1 đây này. Thế vậy là A bằng 2 không? Đấy nhá. Thế vậy thì cái sẽ chắc chắn là Y nó sẽ bằng là 2X cộng B trên gì? C bằng 2 2x chia 2. Đấy. Thì vấn đề các em thấy là giao điểm đây các em này, nếu mà quan sát cái này nếu mà chính xác ra ấy. Các em thấy cái hai cái điểm này đối xứng nhau này, đây 1 này. Thì đây là âm 1 nhá. Các em phải biết cái số này là âm 1 đấy nhá. Đấy, đây là âm 1 này. Thì tiếp theo là giao trục UX là cho AX cộng B bằng 0 thì tương đương là gì? X bằng trừ b trên a không? Trừ b trên a tức là trừ b, a là bằng 2 rồi, trên 2 cái này bằng âm 1 nhá. Cái điểm này là âm 1 này. Đấy thế tới em sẽ tìm ra được b bằng là trừ b bằng trừ 2, vậy b bằng 2. Đấy, B bằng 2. Thế em nhé. Giao điểm với trục hoành là cho y bằng 0 ấy. X bằng trừ B trên A. Mà A bằng 2 rồi.
thì là trừ b trên 2 bằng trừ 1, thì là trừ b bằng trừ 2, vậy b bằng 2. Thế vậy thì em thấy là a bằng 2, b bằng 2, c bằng 2. Thế thì em sẽ tính vào thức p đó. P bằng bao nhiêu? A cộng b tức là 2 cộng 2 trên 4 cộng với lại là bc tức là 2 nhân 2 bằng 4 phần 8 bằng 1 phần 2. Đáp án A. Đấy. Thì câu này nó cho chưa rõ ràng ở chỗ này, cái này cái giao điểm này anh nhé, phải ghi rõ chỗ này cơ, ghi này là nhiều em sẽ không biết xác định đâu nhá. Đấy, đây là câu 20. Tiếp theo câu 21, là cho khối chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A, cạnh bên SA vuông với đáy, đây là hình vẽ cho sắt này nha. Mặt bên SBC tạo với đáy một góc 60 độ. Đấy, và bài toán yêu cầu tính thể tích của khối chóp. Đấy. Em thấy là mặt bên là SBC đây. Tạo với đáy. Thì em biết ngay này, mặt bên SBC tạo với đáy thì cái là hình chiếu của S là A rồi. Thì góc giữa mặt bên và đáy chính là góc S BA thôi. Đấy nha, ta có đây. Cái này thì các em nhớ là chắc chắn là phải xác định được ngay nhá. Cái bài toán rất cơ bản rồi. Ta có góc giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABCD. Đấy, chính bằng góc SBA. Vì sao đây? Em nhớ là gì đây? BC tức là SB vuông góc với lại BC nhá. Và AB cũng vuông góc với BC, tức là hai mặt phẳng này có giao tuyến là BC này. Hai cái đường SB và SA, SB và AB cùng vuông góc với giao tuyến BC. Thế vậy góc hai mặt phẳng chính là góc hai đường thẳng này. SB và AB này. Thế là SBA đấy. Và cái này bằng 60 độ. Đây đấy là cạnh A rồi nhá. Thì em tính được chiều cao chưa? Thì là tang 60 độ này, đây góc này 60 độ đây nhá, SBA 60 độ. Tang 60 độ bằng đối tức là SA. Thế là trong cái tam giác SAB này, SA trên AB. Vậy suy ra SA bằng AB, AB tức là A nhân tang 60 độ là căn 3. Thế vậy thể tích của nó bằng gì? Đáy là hình vuông cạnh A này, thể tích là hình chóp là 1 phần 3 này, diện tích đáy là A bình, chiều cao là A căn 3. Tức là bằng A mũ 3 căn 3 trên 3. Tan C. Đấy. Khá cơ bản em nhé. Đấy là câu 21. Tiếp theo câu 22. Tiếp theo câu 22 các em nhé. Là cho chóp SABCD có đáy là tam giác vuông tại A, AB bằng A, AC bằng A căn 3. Các tam giác SAB, SAC lần lượt vuông tại B và C. Cạnh bên SA tạo với đáy một góc 30 độ. Đấy. Bán kính, bài toán yêu cầu tính bán kính hình cầu ngoại tiếp hình chóp SABC. Đấy, đối với bài này toán này thầy không biết hình sẵn thầy vẽ cho nó rõ rồi nha. Đây tức là cái tam giác ABC này. Hình vẽ như này đây. Và chú ý quan sát hình vẽ nha. AB bằng A, AC bằng A căn 3. Tam giác này vuông tại A đây. B này. C này, cái này là cạnh này là A căn 3. Thế từ đây chúng ta sẽ suy ngay là BC. Suy ra ngay nhá, BC ấy bằng 2A. Đây em chú ý này, tam giác SAB vuông tại B và C. Đấy, đây là vì này, tam giác SAB vuông tại B. Trên suy ra, cái điểm S ấy sẽ thuộc cái mặt phẳng P vuông góc với lại AB tại B. Đúng chưa? Thế thì suy ra ngay P ấy, nó sẽ giao với cái mặt phẳng ABC. Đấy, bằng cái đường thẳng B
BT là BX ấy nha. Vuông góc với lại AB. Đấy thì có nghĩa là giao của nó đây, em chú ý nha. Đấy. Tương tự này. Đấy, vì cái tam giác SBC SAC vuông tại C thì suy ra S cũng thuộc cái mặt phẳng Q vuông góc với lại AC tại C. Đấy vậy suy ra Q nó sẽ giao mặt phẳng ABC bằng cái đường thẳng CI vuông góc với lại AC. Đấy dựng được ngay nha, đây nha. Đấy. Đây để vẽ ăn đây thôi, tức là CI này. BX này. Đấy và tới suy ra này. S là thuộc cái giao tuyến của P giao Q nhá. Đấy. S thuộc P giao Q chính là nó chính là cái đường thẳng delta này qua cái giao điểm này này. Qua giao điểm H này nhá. Đấy, delta là qua H. Vuông góc bằng phẳng ABC. Với gì đây? H chính là bằng BX giao với CI. Đấy. S nó chính là phải nằm trên cái giao tuyến của P và Q, bởi vì đồng thời xảy ra thỏa mãn cả hai cái này mà. Và đương nhiên là P và Q cùng vuông góc với lại ABC. Đấy, cho nên giao tuyến của P và Q là delta này phải vuông góc với lại mặt phẳng ABC. Phải đi qua H này này. Đấy, thế vậy các em thấy ngay là S nó phải nằm trên đường thẳng này. Đây đường delta đây. Đấy, và chúng ta lấy được S đây nha. Đây đường delta đây nha. Đấy vậy cái hình chóp là chính là hình này. Đấy vẽ chính xác của đây nha. Đấy. Đấy quan trọng nhất là cái phân tích này thôi. Xong cái này các em sẽ thấy làm nó rất đơn giản luôn thôi. Đấy về góc này chính là 30 độ em này. Đấy thì có nghĩa là hình chiếu của S chính là điểm H này này, là giao của BX và CI này nha. Đấy, hình chiếu của S trên đáy chính là SH thôi. Thế vậy tới suy ra ngay là SH. Thế là trùng với delta. Hay suy ra là SH vuông góc với lại mặt phẳng ABC đấy. Tại H đây. Vậy H chính là chiều cao đây nhá. Thế vậy góc này coi như là 30 độ các em này. Đây là các em nhớ này. Và từ đây các em mới suy ra ngay ấy. Ta có là AH đi qua trung điểm Y của độ của BC. AH sẽ giao với BC tại điểm Y là trung điểm của BC. Đấy. Và các em thấy là cái tam giác này, cái AB HC nó chính là đấy nha, song song rồi nha. Đấy, vậy là Y là trung điểm B, vậy thế suy ra cái tứ giác này. ABHC là hình chữ nhật. Đấy, vậy cái này cũng vuông góc em nhá, nó song song mà. Lần lượt song song với lại là BH song song với AC, HC song song với AB, vậy góc này vuông. Và đương nhiên các em thấy này, hai góc này bằng nhau này, hai góc này bằng nhau này. Đấy, thế vậy là hai góc này bằng nhau thì tổng nó phải là 180 độ. Thế vậy cái này là vuông hết nhá. Đấy. Thế vậy các em thấy các em suy ngay AH là bao nhiêu? AH nó chính bằng 2 lần AI. Các em biết là tam giác ABC là tam giác đều, à tam giác vuông. Thì AI đến một nửa của BC chưa? Đấy. Bằng 2 AI. Đấy nha. Và các em có là AI bằng một nửa của BC. Thế bằng 2 lần. AI là một nửa của BC. Bởi vì là tam giác vuông mà. Đường trung tuyến bằng một nửa cạnh huyền. Bằng 2 lần BC trên 2. Đấy. Tức là bằng 2. Hết tức là bằng BC. BC chính bằng 2A. Thế vậy AH bằng 2A.
Cái quan trọng nhất là AH bằng 2A rồi. Thế từ đây các em sẽ tính được cái gì đây? Là SH đấy. Đúng không? Thế từ đây các em sẽ suy ra cái SH là bao nhiêu? Đây, tang bằng đối trên kề này. Vậy SH chính bằng gì? Tang nhá. Đây suy ra là tang 30 độ. Bằng đối trên kề tức là SH trên AH. Vậy suy ra SH nó chứ bằng AH là 2A nhân tang 30 độ là căn 3 trên 3. Đấy, SH tính được ngay rồi. Thế mà bài toán yêu cầu là gì nhỉ? Bán kính hình cầu ngoại tiếp hình chóp SABC. Đấy, thì các em thấy là gì? Để tìm được hình cầu ngoại tiếp hình chóp SABC ấy. Đây, thì tâm của đáy đây. Em này là tam giác ABC vuông này. Thì là đường tròn ngoại tiếp. Đấy. ABC chính là gì đây? Có tâm Y. Và gì? Đường kính chính là BC nhá. Đấy. Đúng chưa? Thế vậy là để tìm tâm ấy, thì các em thấy là hình chóp này đặc biệt này, S H B A C. Có H chính là hình chiếu vuông góc rồi, thì vậy tâm của cái mặt cầu ấy chính là trung điểm của SA. Bài toán cơ bản này. Hoặc từ đây các em dựng đứng lên này. Từ Y này dựng đứng lên đúng không? Tâm tâm là Y rồi. Thì dựng đứng lên nó sẽ cắt cạnh bên SA. Đấy, tại điểm O đây. Đấy, O đây nhá, chính là tâm mặt cầu. Vậy kẻ IO tức là kẻ cái đường thẳng qua Y vuông góc mặt phẳng ABC nó sẽ cắt gì đây? SA tại điểm O chính là trung điểm của gì? Của SA. Đấy, và tới suy ra là gì? Đường kính của nó chính là gì? Em thấy là đương nhiên có phải là OS bằng OA chưa? Đấy, vậy suy ra là SA nó chính là đường kính được em. Đấy, vậy suy ra đường kính của mặt cầu ấy chính là SA. Đấy, các em thấy SA tính là bao nhiêu? SA bằng gì? SA bình bao nhiêu? Tính bằng là SH bình cộng gì? AH bình. Đấy, SH bằng bao nhiêu? SH bằng là 2A căn 3 trên 3. Tức là bình phương nên nó sẽ là 4A bình nhân với 3 trên 9 cộng với lại AH bình là 4A bình. Thì 4, 3, 6. 3, 6 cộng 12 là 48. A bình trên 9. Vậy suy ra là SA. Nó chính bằng là A căn 48 trên 3. 48 chính là 16 nhân 3 các em nhá. Tức là bằng 4A căn 3 trên 3. Thế vậy là SA nó chính là đường kính rồi. Thế vậy bán kính của mặt cầu. Bán kính mặt cầu này R lớn chính bằng gì? 1 phần 2 của SA. Đấy, tức là cái này chia đôi là bằng 2A căn 3 trên 3. Đấy, chính là thế các em nhá. Ok chưa? Đấy, bán kính tức là 2A căn 3 trên 3, đáp án C nhá. Ngoài hai các em chú ý nhất là cái quan trọng nhất là cái chỗ mà xác định được H nó nằm đâu này. Như ở đây nhá. Để phân tích rất cụ thể nhá. Đấy là câu 22, tiếp theo câu 23. Đấy, thấy rõ ràng các em nhớ nhá. Nhớ đăng ký khóa ôn để xuất phát sớm cùng thầy nhá. Xuất phát sớm để chúng ta, nhất là các em học sinh tỉnh Sơn La ấy, thì các em đăng ký khóa cùng thầy sớm ấy, thì các em thấy sẽ là sang năm cái việc giải đề này rất là đơn giản các em nhé, không phải khó khăn đâu, chắc chắn các em có thể lấy được 15 cộng. Đấy, 15 cộng là chắc chắn là có giải các em nhé, ít nhất cũng phải giải khuyến khích hoặc giải 3 trở lên rồi. Đấy, các em thấy là giải đề các em thấy là rất là nhẹ nhàng đúng không? Đấy, tiếp theo câu 23 này. Cho hàm số y bằng fx bằng x mũ 3 trừ mx bình cộng 9x cộng 2m trừ 5. Bài toán hỏi là số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đồng biến trên R, thì rất đơn giản là các em tính đạo hàm thôi.
là 3x bình trừ m trừ 2mx cộng với lại là 9. Đấy. Vậy là hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi là y phẩy lớn 0 lớn bằng 0 nhá. Với mọi x thuộc R. Bởi vì y phẩy nó là bậc 2 các bạn. Dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm cũng được. Đấy, vậy cái này tương đương là gì? A phải lớn 0 rồi này, delta phẩy của y phẩy nó phải nhỏ hơn bằng 0. Thế vậy cái tương đương. Thì số A của nó là chính là 3 đấy. Delta phẩy các em thấy, delta phẩy đây là bằng m bình trừ đi A nhân C, tức là trừ đi 3 nhân 9 là trừ đi 27 phải nhỏ hơn bằng 0. 3 lớn 0 thì luôn đúng này, thế vậy là m bình nhỏ hơn bằng 27. Thế vậy cái này tương đương là 27 là 3 căn 3 trừ 3 căn 3 nhón bằng m nhón bằng 3 căn 3. Thế cái mới là 3 căn 3 nó chính là căn 3 là 1,7 thì tương đương là âm 5,1 này nhón bằng m nhón bằng 5,1. Thế từ đây em thấy là nó sẽ lấy từ số âm 5 này vân vân đến 0 nhá, rồi đến 5 thì bằng này có là 5 số rồi. 1 đến 5 là 5 số, số 0 nữa là một số nữa là 11 số, đáp án A. Đấy, 11 nhá. Thì câu 23, tiếp theo câu 24. Một câu cũng rất cơ bản đó. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 5 và khoảng cách giữa hai đáy là 6 cm, tức là chiều cao ấy. Cắt khối trụ bởi một cái mặt phẳng song song với trục và cách trục 3 m, 3 cm. Bài toán yêu cầu tính diện tích của thiết diện được tạo thành. Đấy, thì đây các em thấy chú ý là đối với cái bài toán này các em thấy là gọi hai đáy đây là có tâm O và O phẩy nhá. O phẩy đây. Thiết diện là cái tứ giác ABCD như này. Đấy. Thì các em biết giả thiết cho cái này bằng 6 rồi. Cái đường sinh L bằng H bằng 6 rồi nhá. R bằng 5 này, cái này bằng 5 này. Khoảng cách bằng 3, tức là các em thấy này. Khoảng cách từ một điểm trên mặt phẳng đến trục ấy, thì em gọi H là trung điểm của AB. Thì các em thấy ngay là OH này nó sẽ vuông góc với lại AB. Đấy, và đương nhiên em thấy là OH ấy cũng vuông góc với lại là A là AD rồi. Vậy các em suy ra là ngay OH ấy nó vuông góc với lại cái mặt phẳng ABCD. Đúng chưa? Thế vậy cái OH ấy chính là khoảng cách, chính bằng khoảng cách từ trục OO phẩy này tới mặt phẳng thiết diện là ABCD này. Đấy, mà giả thiết cho bằng 3 đây. Vậy cái này bằng 3 đây nhá. Vậy thì các em thấy là diện tích của thiết diện ấy thì đương nhiên là OH bằng 3 này, các em sẽ tính được BH thôi, xét cái tam giác vuông này là OHB. Thì suy ra là HB bằng căn bằng 2 của 5 bình trừ 3 bình. Thế bằng 4. HB bằng 4 thì có phải AB sẽ bằng 2HB không? Thì AB bằng 8. Đấy. Và đương nhiên các em thấy là AD bằng mấy rồi nhỉ? AD bằng 6 rồi. Thế vậy diện tích của thiết diện ấy, tức là S của ABCD này, nó chính bằng là AB nhân AD, tức là 8 nhân 6 bằng 48 rồi. Cm vuông, đáp án B nhá. Thì câu 24 cũng rất đơn giản đấy nhá. Như thế nhá. Tiếp theo là câu 25. Gọi M lớn và là giá trị lớn nhất, M nhỏ là giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng 4 sin x cos x cộng 3. Thì hiệu M lớn trừ M nhỏ bao nhiêu? Thế vậy cái này rất là đơn giản cái này. Đây là hàm bậc nhất của sin rồi. Tức là y bằng 4 lần sin x cos x. Thế mới là sin x cos x bằng 1 phần 2 sin 2x đúng không? Thế này chỉ bằng 2 sin 2x cộng 3. Thế vậy các em thấy là vậy lớn nhất này. Tức là khi sin 2x bằng 1. Vậy suy ra M lớn ấy nó chỉ bằng gì? Lớn nhất là khi sin bằng 1, nhỏ nhất khi sin bằng âm 1, tức là M lớn nó sẽ bằng 2 cộng 3 bằng 5. M nhỏ thì thay trừ 1 vào đây.
Tức là trừ 2 cộng 3 là bằng 1. Thế vậy thì suy ra m lớn trừ m nhỏ bằng 5 trừ 1 bằng 4. Thế rất dễ rồi, thì làm nhanh nhá. Làm đi. Tiếp theo câu 26. Là hàm số fx bằng x múc 4 nhân với là x trừ 1 bình có bao nhiêu điểm cực tiểu? Thế này là không có đâu các em nhá. Thế này. À, bây giờ phải tính đạo hàm. Thế là fx nha. Fx nó bằng x múc 4 này nhân với là x trừ 1 tất cả bình. Thế để tìm điểm cực tiểu này hay cực trĩ thì các em phải xét dấu đạo hàm. Thế cái đầu tiên các em phải tính y phẩy đó. U nhân V thì x mũ 4 hàm là 4x mũ 3 nhân mẹ là x trừ 1 tất cả bình cộng với U nhân V đạo hàm, tức là x mũ 4 này. X trừ 1 bình đạo hàm thế được 2 này. X trừ 1 đúng không? Nhân x trừ 1 đạo hàm tức là nhân 1. Thế vậy các em đặt như thử chung nhá, là có x mũ 3 chung và có x trừ 1 chung. Trong này sẽ còn gì? Đặt x mũ 3 chung rồi. Thì trong này còn 4x trừ 1 này. Bên này là còn 2 lần 2x. X trừ 1 đặt chung x mũ 3 chung rồi, thế còn còn 2x thôi. Thế vậy cái này đặt 2 ra ngoài tức là 2x mũ 3 nhân x trừ 1, trong ngoặc sẽ còn là 2x trừ 2 và cộng x thôi. Thế vậy cái này chính bằng là 2x mũ 3 nhân x trừ 1 đấy, nhân với lại là 3x trừ 2. Thế các em thấy là ở đây sẽ có ba nghiệm này. Ba nghiệm là f phẩy bằng 0. Thì sẽ có ba nghiệm đây, x bằng 0 này. Anh em không, x bằng 1 này. X bằng 2 phần 3. Đều là nghiệm bội lẻ hết. Đấy thì các em xét dấu là xong. Nghiệm bội lẻ hết các em nhá. Vậy mũ 3, mũ 1, mũ 1. Thế vậy cái này sẽ là số đầu tiên là 0. Số tiếp theo là 2 phần 3. Số tiếp theo là 1. Dấu của A dương rồi. Cái này dấu dương, âm, dương, âm. Cực tiểu là sẽ đổi dấu từ âm sang dương. Đây, một điểm đây. Hai điểm đây. Đáp án D. Hai điểm cực tiểu nhá. Điểm cực tiểu cũng là đồ đạo hàm phải đổi dấu từ âm sang dương. Đấy, đi có người đi xuống này các bạn, đi xuống này. Đi lên này. Đi xuống, đi lên, đấy hai điểm cực tiểu đây. Đấy câu 26. Tiếp theo câu 27. Là một hộp đựng 5 quả cầu trắng, 7 quả cầu đen. Đây một hộp kia nha. Tức là có 12 quả. 5 trắng và 7 đen. Lần thứ nhất lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong hộp. Đấy, lần thứ hai cũng lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong hộp. Đấy, lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong các quả cầu còn lại. Xác suất để kết quả cái này, kết quả hai lần lấy được hai quả cùng màu. Đấy. Cái cùng màu các em thấy là cùng màu là gì? Phải là hai quả trắng hoặc là gì, hai quả gì đen chưa? Đấy vậy các em xét trường một là lấy được hai quả trắng chưa, hai lần lấy được hai quả trắng nha. Đấy, cái lần một này. Lần 1 là lấy 5 trong 12 chưa? Thì lần 1 thì xác suất của nó là 5 phần 12. Đấy lần 1 lấy nhá. Lần 2 bắt đầu phải lấy quả trắng chưa? Lần 2 thì các em thấy là lấy 5 trong 12 thì còn 11 quả nhá. Đúng không? 11 quả trong đó là có gì? 4 trắng chưa? Và 7 đen không? Đấy thế vậy lần 2 xác suất của nó là 4 phần 11. Đấy thế vậy là xác suất trường hợp này P nó chính bằng là 5 phần 12 nhân 4 phần 11
hai việc thực hiện liền nhau mà các em, tức là bằng 20 phần 132. Thế với trường hợp 2 là lần hai lần lấy được hai quả đen. Đấy thì lần 1 này, quả đen là có 7 quả chưa? Trong 12 quả, thế lần 1 sẽ là 7 phần 12. Đấy thì sẽ đương nhiên sẽ còn là 11 quả không? 11 quả này thì trong này sẽ còn 5 quả trắng và 6 quả đen. Thế vậy tới xưa lần 2 nó sẽ còn gì? 6 quả đen. Tức là 6 phần 11. Vậy suy ra xác suất trong trường hợp này P nó bằng là 7 phần 12 nhân với 6 phần 11 là 42 phần 132. Thế vậy tôi xác suất của nó là tổng lại. Đây gọi là P1, P2 đi. P bằng P1 cộng P2. Tức là bằng 20 cộng 42 trên 132 là 62 trên 132. Chia đôi là 31 trên 66. Đáp án A. Đấy, trên câu 27 các em nhé. Cũng khá cơ bản, nó không gì khó khăn đúng không? Em biết phân tích ra hai trường hợp là được. Tiếp theo câu 28. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 2. ABCD cạnh bằng 2 này. Điểm bất kỳ trong tứ diện ABCD, bài toán yêu cầu là tổng khoảng cách từ M đến bốn mặt của tứ diện bằng bao nhiêu? Thì các em cứ nhớ cái này chính là đường cao nhé, bằng đường cao của tứ diện. Tương tự cái bài toán tam giác này, tổng khoảng cách từ M đến bốn mặt nó chính bằng là cái đường cao của tứ diện. Và các em nhớ này, tứ diện đều cạnh A ấy, thì suy ra cái đường cao của nó này là a căn 3 trên 6. Thấy nha, đường cao tứ diện là sẽ là a căn 3 trên 6. Thế gì nhỉ? A căn 3 trên 6 hay bao nhiêu nhỉ? Thử xem nhá. Để lát để tính lại, thế tính lại sau nhá. A là bằng 2 này. Tức là căn 3 trên 3 không có kết quả không nhỉ? Hay A căn 6 trên 6 nhỉ? A căn 6. Đây tí tính lại nhá. Thế về hướng dẫn các em tính nhá. Ở đây thì điểm M là bất kỳ nhá. Đây điểm M này là điểm bất kỳ nằm trong tứ diện này. Thế tại sao nó bằng tổng đường cao thì các em chỉ cần việc như sau thôi. Các em chỉ việc là nối M với lại bốn cái đỉnh này. Đấy nhá. Các em đưa về tổng thể tích là xong thôi mà. Đấy, đưa về tổng thể tích là xong. Đường cao đây. Đường cao ở đây nhá. Lát để hướng dẫn tính đường cao nào nó ra kết quả được nhá. Đường cao tứ diện ở đây. A này, H này. M trung điểm của BC này. Thì đường cao chính là AH đấy. Thì các em chỉ nhớ này, là thể tích của khối tứ diện ấy đều đúng không, là V nó bằng bao nhiêu này, 1 phần 3 diện tích của tam giác BCD nhân với gì, AH. AH chính là chiều cao nhá, đúng không các em? Thế vậy này, các em thấy này, thế còn các em thấy là tổng thể tích này V của M ABC cộng V của gì, M ABC này, ABD này cộng V của M ACD và cộng thể tích của M BCD. Thì em đây là bốn cái tam giác này nó có diện tích bằng nhau hết, tao đều là tam giác đều mà.
Vâng, mà chính bằng bao nhiêu này? Là bằng khoảng cách, tức là bằng S của, cái này bằng nhau hết nha, thế bằng S của BCD nhân với 1 phần 3. Đây đều có 1 phần 3 hết các em nhé. Khoảng cách từ điểm G tới bốn mặt phẳng này. Đây. Khoảng cách từ điểm G tới mặt phẳng ABC này. Đúng không? Cộng khoảng cách từ điểm G tới mặt phẳng là ACD này. Cộng khoảng cách từ điểm G tới mặt phẳng là ABC ACD. ABC ACD ABD. Và cộng với khoảng cách từ điểm G tới mặt phẳng BCD. Đấy nha. Thì các em biết là cái này này, em quan sát này này. Đều có 1 phần 3 này, SBCD chung chưa? Hai cái này bằng nhau. Không em? Thể tích này bằng nhau mà, tổng 4 khối này. Chính bằng cái khối thứ diện ban đầu thôi. Cái này nó chính bằng gì? 1 phần 3 S của BCD nhân với AH chưa? Đúng không? Thế vậy AH nó chính bằng cái tổng 4 cái này thôi. Đấy, AH chính bằng cái tổng này chưa? Thế vậy các em tính AH là được cái gì? Đấy. Thế vậy tổng khoảng cách từ điểm M đến mỗi mặt của tứ diện chính bằng đường cao. Đường cao là gì nhỉ? A căn 6 trên 6 à? A căn 6 trên 6. A căn 3 trên 6 nhỉ? 2 căn 3 trên 6 là căn 3 trên 3. Ở đây tính lại nhé cho rõ các em nhé. Đây. Không được quên mất, thầy quên mất công thức tí. Tức là ở đây các em chú ý này. Để tính AH ấy, thì các em xét cái tam giác này là xong. Đấy. Tức là các em cứ coi cái cạnh đấy là A đây nhá. Làm tổng quát các em nhá. Thì là đây là DM thì là A căn 3 trên 2. MH là bằng A căn 3 trên 6. Tức là 1 phần 3 của DM ấy. Thế còn AM là A căn 3 trên 2. Vậy thì suy ra là AH bình chính bằng AM bình. AM bình chắc là AM bình nhá. Trừ đi MH bình. Đấy, AM là cạnh huyền mà. AM bình nó chính bằng là 3A bình trên 4. Trừ đi MH bình là 3 bình trên 36. Hãy quy đồng lên. Mẫu chung là 36 nha. Thì cái này phải nhân với 9. 9, 3, 2, 7. 2, 7 chia 3 là 24. A bình trên 36. Thế vậy thì em suy ra là AH nó chính bằng gì? A tức là căn bậc 2 của 24 A bình trên 6. 24 là bằng 2 căn 6. 2A căn 6 trên 6. Hay là bằng A căn 6 trên 3 đấy. Đấy, A căn 6 trên 3 thì nhầm cái này. A căn 3 trên 6. Cái tức là A căn 6 trên 3 nhá. Đấy, chiều cao này. Thế các em thay cạnh bằng 2 thôi. Vậy suy ra là cái khoảng cách chiều cao H đấy, thay A bằng 2 vào. 2 căn 6 trên 3. Chắc chắn có đây. 2 căn 6 trên 3 đáp án D nhá. Đấy, đây là câu 28. À, rõ chưa? Đấy, nhớ chính là chiều cao thôi. Câu 29. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên r và có đạo hàm f phẩy. Đây, f phẩy thì dễ rồi. Như thế này. Hỏi hàm số này nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Đấy, f phẩy x bằng là 4 trừ x bình này. Nhân với lại x bình trừ 5x trừ 6. Đây, 4 trừ x bình là 2 trừ x. Nhân với lại 2 cộng x. X bình trừ 5x cộng 6 thì chính là x trừ 2. Nhân x trừ 3 các em nhá. Thế các em thấy ở đây trong này nó có cái nghiệm này. X bằng 2 này này. Là nghiệm bội chẵn rồi. Các em đây hai nghiệm này là nghiệm bội lẻ nhá. Thế vậy là f phẩy bằng 0.
Tương đương có nghiệm đầu tiên là âm 2. X bằng 2. X bằng 3. Đây cái này là bội chẵn này. Đấy. Và các em thấy là hệ số A âm nhá. Cái dấu của gì? X mũ 4 ấy là nhỏ hơn 0. Bởi khi nhân ra là cái trừ x mũ 4 các em nhá. Anh em kẻ trục số xét dấu là xong thôi. Đây nghiệm bội chẵn đây. Âm 2 này. 2 này. 3 này. Dấu của x mũ 4 nhỏ hơn 0 thì cái này âm đây. Nghiệm bội chẵn là số 2 này. Thì các em chỉ cần đóng khung cái này chỗ này. Chỗ này không đổi dấu đây. Cái này âm này. Dương này. Dương này. Âm này. Thế vậy nghịch biến trên khoảng nào? Âm vô cùng đến âm 2 hợp với là gì? 3 đến dương vô cùng. Âm vô cùng đến âm 2, 3 dương vô cùng. Thì các em thấy đáp án B nhé. Đấy, có hai khoảng này. Thì chỉ đáp án B. Đây có 29 nhá. Tiếp theo câu 30. Biết giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng x bình cộng 2x cộng m trên đoạn 1 phần 2 đến 2 bằng 6. Thì đó giá trị của m bằng bao nhiêu? Cái bài này rất đơn giản này các em này. Tức là y bằng x bình cộng với 2 trên x cộng m trên cái đoạn 1 phần 2 đến 2 này. Nhỏ nhất khi bằng 1. Đấy nha, nhỏ nhất khi x bằng 1. Đấy, xảy ra khi x bằng 1 rồi nhá. Dùng mấy thức Cauchy hoặc các tính đạo hàm cũng được. Đấy, nhớ cái này thì việc này đơn giản thì không làm nhá. Thế vậy y min trên cái đoạn là 1 phần 2 đến 2 thì bằng y tại 1. Tại 1 thay vào tức là 1 cộng với 2 là 3 cộng m. Theo giả thiết là cho bằng 6 chưa? Đấy, giả thiết cho bằng 6 nhá. Này, vậy cái này 3 cộng m bằng 6 thì vậy m bằng 3 thôi. Đấy, đáp án A các em nhé. Đấy, thì đây là toàn bộ 30 câu trắc nghiệm nhé. Ta bắt đầu sang cái phần tự luận nhé. Đây, phần tự luận thì thầy sẽ ghi ở phần 2 các em nhé, bởi vì tương đối dài. Tự luận. Đón xem phần 2. Không có video nó dài quá các em nhé. Đấy, tự luận xem phần 2. Tôi xin chào tạm biệt các em. Hẹn các em trong cái phần 2 nhé.